Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình đến nhà của anh Tuấn để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phôi mai đây quý vị. Đó, phôi bự không nè ha. Để cũng à đây. Quanh to to không ha. À, chào anh. Chào Tuấn. Rồi anh cũng chào mấy anh em trên vùng đất nước nha, anh chị yêu mai vàng. Thì hôm nay mình có về một lô mai phôi, em muốn giao lưu với mấy anh chị. Rồi số điện thoại của mình là 0919 977 452, đó cũng số Zalo của mình luôn. Rồi. Hình thức mình là những bao ship, mình bán mình là bao ship anh. Rồi, bao ship rồi. Luôn những cái gì? Giá báo trên clip là đã bao ship rồi. Rồi. Đây, mã số đầu tiên là mã số 1 ha. Rồi. Đây, mã số 1 thì quý vị. Đây, chiều cam nó trước nha. Rồi 1. Mấy anh? 1m350. Rồi 1m35. Rồi. Cái hoành luôn. Cái hoành là 32. Rồi 32 hoành. Rồi quý vị ngắm nghía thân cành em ha. Đó, em này mình mấy nó sành xù dữ ha. Xù như xù da me. Cũng nhập me quá ha. Rồi để luôn rồi quý vị. Đó, có đuôi của mình có chừng cẳng đầy đủ ha. Rồi giao luôn nha anh. Dạ cái dây này cái số 1 giao luôn 2,2 triệu anh. Rồi 2,2 triệu. Rồi. Rồi xuống cây luôn. Rồi, làm con mình ha. Lên sụp một mình. Rồi mã số 2 luôn rồi quý vị. Rồi mã số 2. Rồi chiều cao 97. Rồi cái hoành luôn. Cái hoành 20. Rồi xây luôn anh. 20 hoành rồi quý vị. Rồi này hình thú nha. Tay cành cũng khá quá ha. Rồi để đây. Xây luôn. Mặt bên đây giống hơn ha. Đây giống nguyên hình thú à. Rồi vô luôn như anh. Dạ cái nệm vô luôn 800 anh. Rồi xuống rồi. Cây luôn. Rồi mã số tiếp theo luôn quý vị. Mã số 3 luôn. Trực đi. Đây mã số 3. Rồi 1m15. Rồi cao 1m15 là cái hoành luôn. Hoành 32. Rồi 32 hoành. Rồi đó. Này dán trực nha, để nơm. Trực, để nơm ha. Đó. Đây. Này, nhìn cái da nó già dưới này ha. Cái này mà vườn không à. Để nơm nè. Rồi, xây qua mặt bên kia luôn. Nơm kính quá ha. Rồi, giao luôn như đây. Dạ, cái mã số 3 nằm giao luôn 900 ạ. Rồi, xuống cây luôn, 900 nghe. Rồi, tiếp tục lên mã số 4 luôn rồi quý vị. Rồi mã số 4. Rồi chiều cao nó luôn. Cao 1m1 ạ. Rồi 1m1. Cái hoành 21. Rồi 21 của anh. Quá trời đế luôn. Rồi đế nè. Đế còn bự ha. Rồi, vô luôn nhiêu đây? Dạ, cây là số 4 này, em vô luôn 700 ạ. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục mã số 5 luôn. Rồi, chiều cao. Cao. Dạ, chiều cao 86 ạ. Rồi, 86. Cái hoành 20 có dư. Rồi, tính 20 hoành ha. Rồi. Rồi, củ đế quý vị. Rồi, giao lưu như anh. Dạ, cái số 5 mình giao lưu 470 ạ. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục mã số 6 luôn rồi quý vị. 6 này ghê ạ. À, 6 này có một cái bị đít chữ ra ha. Rồi, chiều cao luôn.
Chiều cao là 89 ạ. Rồi. Cái hoành luôn. Dạ cái hoành 28. Rồi, 28 hoành. Rồi. Này, nguyên cái cục cua hay con gì. Này nguyên cái lưng, nguyên cái cũ luôn, cũ quật chản luôn ha. Xây tiếp em. Rồi, vô luôn như đây. Dạ cái này số 6 vô luôn 3 triệu ạ. Rồi, 3 triệu ha. Rồi, mã số tiếp theo luôn, số 7 của gì. Rồi, mã số 7. Rồi, 1m3. Rồi, 1m3. Cái hoành luôn. Hoành 32,5. Rồi, 32,5. Tính 32 hoành đấy ha. Rồi. Xương cành cũng vậy. Tàn điệu hết đó không? Rồi, đế thì sổ. Rồi, vô luôn như ra. Dạ, cái số 7 năm vô luôn 900 ạ. 900. Rồi, tiếp tục lên số 8 luôn nha người quý vị. Dạ, 1m15 ạ. Rồi, cao 1m15. Hoành 22. Rồi, 22 hoành. Tay cạnh cũng khá quá nè ha. Nè. Dạ, quá già luôn. Để luôn cái gì. Rồi, mình giao lưu nhiêu đây? Dạ, cái số 8 này 550 anh. Rồi, xuống cây luôn, 550 ngàn. Rồi, tiếp tục số 9 luôn. Đây, mã số 9 cái gì. Rồi, chiều cao. Dạ, chiều cao 1m1 ạ. Rồi, cái hoành luôn. Rồi, cái hoành 25. Rồi, 25 hoành. Tay cạnh đều. Tay cạnh đều đây. Để ha. Rồi, vô luôn nhiêu anh? Dạ, cây số 9 nằm vô luôn 650 anh. Rồi, xuống cây luôn. 650 nghe. Tiếp tục xuống 10 luôn. Rồi, mã số 10. Là chiều cao 69 ạ. Hoành 22 hoành. Rồi, xây xây luôn. Hoành 22. Đế quý vị. Rồi, vô lưu nhiêu đen? Rồi, cây số 10 này vô lưu 400 ạ. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục 11 luôn quý vị. Dạ, chiều cao 84. Rồi, cao 84. Cái hoành. Hoành 22,5. Rồi, 22,5 hoành. Ủ đế luôn. Rồi, vô luôn nhiêu anh? Dạ, cái số 11 này giao lưu 650 ạ. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 12. Dạ 1m ạ. À. Rồi cao 1m. Rồi cái hoành. Hoành này là 31,5. Rồi 31,5 ha. Rồi. Tay cành của vậy. Cành cũng đều quá nè ha. Lâu này rất là già cây á quý vị. Để sổ ha, cộng bự ha. Rồi, vô luôn như anh. Dạ, cây số 12 này giờ em lưu 800 ạ. À. Rồi, xuống cây. Tiếp tục lên 13 luôn quý vị. Rồi, mã số 13. Dạ, cao 77 ạ. À. Rồi, 77 cao. Đấy, hoành. Hoành 17. 17.
Rồi để luôn. Rồi giao lưu như đen. Để cái số 13 thì giao lưu 350. Rồi. Mình mã số 14 luôn quý vị. Rồi, chiều cao 53. Rồi. Cái hoành 20.5. Rồi xây xây luôn. 20.5 hoành. Rồi để luôn quý vị. Rồi giao lưu như đang. Rồi cái số 14 giao lưu 400 ạ. À. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục mã số 15 luôn. Rồi chiều cao 1m là 09 ạ. Rồi 1m09 cao. Dạ có hoành 30 ạ. 30 hoành. Rồi xe xe luôn. Vậy em nghĩ ha, này cũng lắc lắc ở dưới ha. Này đoạn lắc nè. Đế cộng bự ha. Đế cộng nó chản chản. Rồi giao lưu như đây. Dạ số 15 là em giao lưu 1.2 triệu ạ. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục luôn. Số 16 luôn. Dạ 56 cao ạ. Rồi. Mình làm trên đây. Dạ 16 ạ. Rồi quanh 16 có cái cũ ha. Cái cũ 26. Rồi cũ 26 quanh thì 16. Cái cũ nó nè. Rồi giao lưu như anh. Dạ cái số 16 là giao lưu 250 ạ. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục lên 17 luôn. Dạ cao 70. Đế hoành 16.5. Rồi xe xe luôn. Đế quá đế luôn. Đây quý vị. Rồi vô lưu như đây. Dạ cái này cái 17 cũng vô lưu 250 rồi. Rồi 250. Rồi lên 18 luôn. À, chiều cao 96 ạ. À. Rồi. Hoành 19.5. Rồi, xe xe luôn. Để luôn quý vị. Rồi, vô lưu như ra. Dạ, cái số 18 là vô lưu 800 ạ. À. Rồi, nên tiếp luôn, 19 luôn. Cao 83. Cái hoành 28. Rồi 28 hoành. Nó có bị lũa với lưng cái bụng. Đây không vậy. Rồi xây xây luôn. Vậy không như thế ha. Rồi, giao lưu như đen. Dạ, cái này số 19 này em giao lưu 600 ạ. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục luôn, 20 quý vị. Số 20. Hình thú. Rồi, cao 63. Rồi, còn 20.5 ạ. Rồi. Rồi, đếm nó quý vị. Rồi, giao lưu như anh. Dạ, cái 20 nằm giao lưu 550 rồi. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, lên 21 luôn. Đây, mã số 21. Rồi, nhập tới mấy cây bự rồi nè ha. Rồi, cái 1m4. Rồi, 1m4 cao. Hoành 31. Rồi. Chỉ tàn đều luôn, để nơm luôn, sổ không?
Chi cành ha, đều để luôn. Rồi, vô luôn như ra. Dạ, cái số 21 này vô luôn 1,7 triệu à. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục luôn, lên 22 luôn rồi, quý vị. Mạnh lên một mình ha. Mạnh dữ ta. Cái này mình cũng bự ra quý vị. Rồi, chiều cao luôn anh. Rồi, cái 1,5 m thôi. Rồi, 1,5 m cao. Hoành này bự nè. Nhiều đây. Dạ, hoành 42 à. Rồi, 42 hoành à, cao thì 1,5 m. Hai cành đều luôn. Đó, đều. Thằng lắc luôn hả? Thằng lắc lắc nhẹ nhẹ. Rồi, để luôn quý vị. Đây thì cũng tứ phía ha. Bốn mặt có đủ. Rồi, giao lưu nhiêu anh? Dạ, cái 22 nằm giao lưu 3 triệu à. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục lên 23 luôn à quý vị. Ba này góc này cũng bự à. Mấy anh em làm cây ai cũng mạnh ha. Rình. Rình cây cái tay chân nổi cơ bắp hết luôn. Rồi, cho khoảng 1,6 m. Rồi. Hoành to. Hoành 43. Rồi, 43 hoành. Đó, có cái dáng siêu siêu. Đó. Đoạn trên đây. Rồi ra xuống đoạn dưới đây, quý vị không thích này thì chơi bonsai lùng lùng ở dưới đây cũng ok. Đó. Ở trên đây là không có mặt cắt gì bự như quý vị. Đó, không có gì lắm ha. Nhỏ nhỏ đây thôi ha. Đó. Cái hoành đặc biệt này, để đây. Để đây. Có để giữ ha. Hoành 40 mấy luôn. Bệ này cũng giữ nè. Rồi, vô luôn nha anh. Dạ, cái 23 năm vô lưu 3 triệu luôn ạ. Rồi, 3 triệu rồi quý vị ơi. Hoành to, giá nhỏ luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn quý vị. Rồi, mã số tiếp theo là 24. Rồi, cái này khoảng 2 mét á. Rồi, đó, khoảng 2 mét ha. Hoành bự dữ ha. Hoành này to dữ quý vị. Hoành 47. Hoành 47 luôn rồi quý vị. Ủa gì nó mấy cái dạng xương cạnh thôi nè. Ai thích cây bay này thì chơi là ok luôn, chi tàn đầy đủ luôn. Để luôn. Đó. Tiếp tục ở kia luôn quý vị. Hoành 47. Để nè. Này thì có cái mặt cắt ngay cho vị trí đây nhưng cái gì đây cắt đây cắt cái đây ha. Rồi giao lưu như đây. Rồi cái này số 4 giao lưu 4 triệu. Rồi 4 triệu hoành bực chà bá luôn. Trời ơi, đặt nó xuống đó đi anh này. Rồi, rồi số 25 luôn. Rồi, rồi. Nặng dữ à. Quá xa nặng cái cục đất thịt đó mà. Rồi khoảng 1,5 m anh Tư ơi. Rồi cao 1,5 m. Cái hoành cũng bự đây. Hoành 40. 40 hoành luôn. Tay cành đều luôn. Em này là không có mặt cắt nào nhưng cái gì liền tích. Rồi để luôn rồi quý vị. Đây bóc quá ha. Để còn chán chán ha. Rồi giao lưu nhiêu anh? Dạ cái 25 giao lưu 2,5 triệu. Rồi hoành to giá nhỏ xíu luôn. Em nào nấy hoành chán chán giá nhỏ nhỏ không ha. Rồi lên luôn. Rồi. Số 26. 26. Rồi chiều cao 26 luôn. Rồi 1,15 m ạ. Rồi 1,15 m cao. Rồi cái quanh luôn.
Dạ hoành 36,5 ạ. 36. 36 hoành. Tại cành đều luôn. Hoành 36 để lại. Đó. Rồi, giao lưu nhiêu anh? Dạ cái 26 này giao lưu 2 triệu ạ. 2 triệu ha. Hoành bình chản luôn. Rồi, số 27 luôn. Số 27 nha quý vị. Rồi, chiều cao em nói luôn anh. Rồi 1m11. Rồi, 1m11. Cái hoành 28. Rồi, 28 hoành. Dán siêu siêu. Con số tay cành. Để thì cộng nó bự bự không đây. Đó. Rồi, xây tiếp luôn. Rồi, giao lưu như đây anh. Dạ, cái số ông bả nó giao luôn 1 triệu à. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục lên 28 luôn nha quý vị. Tám ha, để con nôm ha. Rồi 1m36. Rồi, cao 1m36. Cái hoành bự bự. Hoành 37. Rồi, 37 hoành. Tay cành cũng khá ha. Để sổ luôn, cộng bự luôn. Rồi, giao lưu nhiêu đây anh? Dạ, số 28 giao lưu 1,5 triệu à. Rồi, 1,5 triệu. Rồi, tiếp tục mình lên mã số 29 luôn. Chính này để đây quay cho nó hơi bị vướng quá ha. Rồi, lên đây rồi mình tính. À. Rồi, mã số 29 quý vị. Đó. Rồi, chiều cao nó thì khoảng tầm 1,5 m nha quý vị. Chịu vô dài luôn. Sợ nó ụp đầu cái gì vậy. Thân trên nặng quá. Rồi vô cái hoành đây. Đây phụ dịnh lại nè. Rồi cái hoành 35. 35 hoành nha quý vị. Hoành 35 ha. Rồi vừa xây vừa dịnh nhưng anh. Rồi. Đó, để đây quý vị. Ghi nó lại nha. Nó ụp cái đầu nha. Đó, 35 hoành. Để đây. Cộng bự không ha. Cảm chịu trước có luôn đây. Đó. Rồi, giao lưu như đây. Rồi, cây 329 này giao lưu 3 triệu anh. Rồi, 3 triệu. Rồi, tiếp tục luôn. Anh 30 luôn nha quý vị ơi. Đây, mã số 30. Rồi, chiều cao nó luôn ha. Rồi chiều cao 70. Rồi cái hoành luôn. Hoành 19. Rồi xây xây luôn. Thú luôn. Rồi xuống đế luôn. Để cộng bự bự ha. Rồi mình giao lưu nhiêu lên. Rồi cái mã 30 này giao lưu 700. Rồi xuống cây luôn. Rồi lên 31 luôn. Rồi mã số 31. Dư để vậy được rồi, đừng kiếm chưa. Rồi chiều cao luôn. Rồi chiều cao 1m1. Rồi hoành luôn anh. Hoành 25. Rồi 25 hoành. Dạ cây dữ ha. Rồi để luôn cái gì. Rồi, giao lưu nha. Rồi, cây 31 là giao lưu 500. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, lên 32 luôn. Rồi, mã số 32. Chiều cao 90. Cái hoành 18. Rồi, xây xây luôn.
Rồi xuống đế luôn quý vị. Rồi vô luôn nha anh. Rồi cây bá 32 này 27 à. Rồi. Số 33 33 luôn. Chiều cao 97. Cây hoành 24. Rồi, 24 hoành. Đế luôn rồi quý vị. Rồi, vô luôn nha anh. Rồi cây 33 là giao lưu 300. Rồi, cây luôn. Cây 34 nữa là cuối clip. Rồi, 34 một em nhỏ nhỏ. Nhỏ nhỏ, dáng xinh xinh. Đây. Cây 56. Cây hoành 14. Rồi. Đó, nhỏ nhỏ xinh xinh nè. Hình thú á. À. Thú nhỏ. Nó đuôi bự. Hai chân rất nhỏ. Chuyện sau bự, cái đuôi bự ha. Đó, hình thú ha, giao lưu như anh. Rồi, cây má 4 giao lưu 150 rồi. 150 ngàn. Rồi, giao lời gì không anh Tuấn? Rồi, cuối clip thì cũng mong anh chị vô xem clip giùm em, ủng hộ em ha, em cũng cảm ơn. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau nha.